Tập 16. Chúc mừng người chơi đạt được thành tựu gặp nạn trong thiên lao, phần thưởng là một bình thuốc đỏ. Lại là một bình thuốc đỏ. Bình trước mình còn chưa uống hết. Tình yêu à, còn ngay ra đó làm gì? Mau uống đi. Huynh nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Ta chẳng làm gì cả, sao lại bị nhốt vào đây? Còn nữa, cái gặp nạn trong thiên lao này của các huynh là thành tựu gì thế? Cả ngày các huynh không thể nghĩ được thứ gì tốt sao? Thế này còn không tốt à? Thuốc đỏ có thể tăng thanh máu của cô. Dù gì thì ở một nơi như thiên lao, thanh máu càng dài thì cơ hội sống sót càng cao. Thế là các huynh chuẩn bị thuốc đỏ này dành riêng cho tai họa trong thiên lao à? Tình yêu à, cứ bình tĩnh, mau uống thuốc vào đi. Chuẩn bị cho những đau đớn về thể xác sắp tới. Lại còn đau đớn thể xác? Ồn ào gì thế hả? Ngoan ngoãn đi. Cái người này bị thần kinh nè. Huynh mau giải thích cho ta nghe. Rốt cuộc Ngô Tử Tâm làm sao vậy? Sao cô ta lại hại thái tử? Hơn nữa sao lại kéo cả ta vào chuyện này? Ngô Tử Tâm à, đầu tiên cô ta mưu hại trọng thần Từ Hữu Chính, sau đó lại hạ độc thái tử. Cô ta đã thừa nhận tất cả đều do cô ta làm. Hơn nữa nói chắc như đinh đóng cột rằng cô là tòng phạm. Ta đâu có hại cô ta, vì sao cô ta lại đối xử ta như vậy? Cô hãy chuẩn bị tinh thần, lát nữa sẽ có người đến hỏi cung cô đó. Hỏi cung? Ta chẳng làm gì cả, ta sẽ không nhận đâu. Thế nên ta mới bảo cô uống thuốc đỏ, mong là cô có thể sống sót sau những hình phạt trong thiên lao. Tạm biệt. Không phải chứ, vết thương bên trong còn chưa khỏi, lại thêm vết thương bên ngoài. Thanh máu nhiều thêm một chút thì có ích gì đâu. Với thân thể này của ta, lát nữa bị đánh thừa sống thiếu chết thì ta phải làm sao? Đúng rồi, con rối gỗ thế thân. Tần Thọ, đây này tình yêu, sao thế? Ta hỏi huynh, ta có thể dùng con rối gỗ thế thân được không? Được chứ. Hơn nữa những tổn thương đau đớn mà cô phải chịu có thể chuyển lên nó. Nhìn bề ngoài thì có vẻ cô bị thương, nhưng thật ra bên trong không hề hấn gì. Thế chắc là không bị phát hiện ra chứ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ta nói này Lục Nhân Giả, ta khuyên cô nên ngoan ngoãn khai nhận đi. Trong cô da thịt non mềm thế này, sao phải chịu đau đớn thể xác thế? Đã nói là ta bị oan mà. Ta thấy cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thế thì cho cô ta thưởng thức chút món khai vị đi. Lấy ra đây. Kim Thu, lại còn nhiều như vậy. Không phải hình phạt mà ta nghĩ đó chứ. Ngươi làm gì vậy? Cô đã không chịu nói thì chúng ta chắc chắn phải làm gì đó. Cô yên tâm, chúng ta đến chăm sóc cô mà. Cho cô vài hình phạt đơn giản trước. Nếu cô cảm thấy thoải mái, ta sẽ đổi cho cô. Ta đã nói là ta bị oan rồi mà. Không đau, không đau thật này. Không phải bị đâm một nhát kim thành kẻ ngốc rồi chứ. Ta đâm cho cô ta một phát nữa. Con gối gỗ thế thân này đúng là đạo cụ phải có trong game. Có nói hay không? Ta không có gì để nói. Ta bị oan thì nói gì? Cô còn cứng họng à? Đừng mà. Đau 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 đau. Không biết mình diễn có đạt không nữa. Đừng đâm. Đau đau đau. Đừng mà. Có nói hay không? Có nói không? Cô ta cứng đầu quá. Mệt chết đi được. Ngươi mệt chết, còn ta sắp khàn cả giọng rồi. Ngươi nghỉ một lát đi, để ta. Hoàng hậu nương nương có chỉ. Tạm thời giam giữ Lục Nhân Giả, sẽ hỏi cung sau. Tuân chỉ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cái gì? Tiểu Giả bị bắt rồi ư? Vân Trúc cô nương cẩn thận dưới chân. Cẩn thận, vì sao cô ấy lại bị bắt? Vì mưu hại thái tử. Đại nhân, Từ đại nhân, sao Tiểu Giả có thể mưu hại thái tử được chứ? Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Từ đại nhân, lại đây. Cô ta bị đồng mưu tố giác, đã bị nhốt trong thiên lao rồi. Không thể nào, cô ấy không thể làm chuyện như vậy được.
Ngài có thể cứu cô ấy không? Cô mong ta cứu cô ta lắm sao? Trong cung này ta chỉ có ngài và cô ấy là bạn thôi. Ta không mong cô ấy xảy ra chuyện. Được. Nhiều chuyện. Đi lấy ô lại đây. Theo ta đến Thiên Lao. Tuân lệnh. Vẫn phải đưa Lục Nhân Giả đi khỏi đây thì Vân Trúc mới yên tâm được. Xem ra vấn đề nghiêm trọng rồi. May mà nhờ có ngươi, ta không phải chịu đâu. Đáng tiếc là ngươi đã đầu lìa khỏi xác. Thập Nhất Điện Hạ, ở đâu? Lưng của ta. Tay cũng đau quá. Tiểu Giả. Thập Nhất. Sao lại là ngài? Mau cho ta xem tỷ bị thương ở đâu. Ta... ta không sao đâu. Ngài chạy đến đây làm gì? Ta muốn hỏi tỷ, có muốn cùng ta đến Tức Mặt Thành không? Đến Tức Mặt ư? Đang yên đang lành vẫn chưa đến ngày ngài ấy phải giờ đến Thái Ấp. Sao lại nói là muốn đến Tức Mặt Thành? Chẳng lẽ ngài ấy muốn cướp ngục? Tức Mặt Thành là cố hương của mẫu thân ta. Nơi đó là nơi lý tưởng lãng mạn nhất trên thế gian. Ngài có biết mình đang nói gì không? Ta biết. Nhưng bây giờ tỷ đang gặp nguy hiểm. Ta phải đưa tỷ đi. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Đừng ngây thơ nữa, Thập Nhất Điện Hạ. Tỷ gọi ta là gì? Ta gọi ngài là Thập Nhất Điện Hạ. Vốn dĩ ta phải gọi ngài như vậy, không phải sao? Tỷ cứ gọi ta là Thập Nhất đi. Gọi là gì có quan trọng hay không? Ngài muốn đưa ta vượt ngục chứ gì? Ta đã tính mọi đường đi nước bước cả rồi. Tỷ chỉ cần đi cùng ta là được. Ta không thể đi cùng với ngài. Vì sao? Ngài đã từng trải qua những tháng ngày lưu lạc chưa? Ngài có biết thế nào là bữa no bữa đói, ăn gió nằm sương không? Ngài có biết lang thang đầu đường xó chợ, một khi bị người khác phát hiện sẽ bị giết đáng sợ thế nào không? Ta đã lên kế hoạch rất chu toàn rồi. Không có vấn đề gì đâu. Cho dù không có vấn đề gì, từ nhỏ ngài đã lớn lên trong hoàng cung. Ngài có biết cày ruộng làm nông không? Có biết săn thú đánh cá hay không? Ngài có biết cách làm ăn buôn bán với những người ở chợ không? Ngài không biết, ngài không sống nổi đâu. Tiểu Giả, tỷ hãy tin ta. Ta có thể chăm sóc tốt cho tỷ. Thập Nhất Điện Hạ, ngài không cứu nổi ta đâu. Cho dù có người cứu được ta thì người đó cũng không phải là ngài. Tiểu Giả, ngài mau đi đi. Ngài ở đây sẽ làm liên lụy đến ta đó. Đừng gây rắc rối cho ta nữa. Tiểu Giả, ngài đi đi, ngài đi đi. Ngài đi đi. Ngài không nghe thấy lời ta nói sao? Ngài mau đi đi. Thập Nhất, ngài vẫn nên là một hoàng tử hồn nhiên ngây thơ. Ngài vốn không cần phải từ bỏ tất cả vì ta. Thập Nhất, xin lỗi. Điện Hạ, tránh ra. Điện Hạ, người tránh ra. Đừng có đi theo ta. Điện Hạ. Tiểu Thần Dật, sao chàng lại đến đây? Đương nhiên là ta phải đến. Ta sẽ không bỏ nàng một mình trong Thiên Lao đâu. Ta đã nói là không phải ta làm, nhưng bọn họ không tin ta. Ta tin nàng. Đi theo ta. Điện Hạ, ngài đừng có mê muội không tỉnh ngộ nữa. Điện Hạ, cướp ngục là trọng tội đó. Chàng lại vì ta mà cướp ngục nữa. Nàng là người phụ nữ mà ta yêu nhất. Ta nguyện vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Chặn đường hoàng tử cũng là tội lớn.
tội lớn đó. Tránh ra. Nghịch tử, người dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như cướp ngục à? Phụ hoàng, con nguyện vì người phụ nữ trước mặt mà từ bỏ tất cả mọi thứ mà con có. Chỉ cầu xin người cho chúng con một con đường sống. Không thể nào, trẫm phải giết tên nghịch tử như ngươi. Triệu thân dân, ồn ào gì thế hả? Yên lặng đi. Đây, ai mang chăn đến cho ta vậy? Không phải là Triệu Thần Giật đó chứ? Chỉ là một giấc mơ. Chàng ấy, chắc là chàng ấy sẽ không vì ta mà cướp ngục đâu. Điện hạ, chàng đến rồi ư? Xem ra là do ta tự đa tình rồi. Hóa ra ta chẳng quan trọng chút nào. Tâm Nhi tìm ta, có chuyện gì? Điện hạ có nhận ra vật này không? Chắc điện hạ vẫn còn nhớ võ sĩ tên A Văn ở bên cạnh Từ Hữu Chính chứ? Trước khi chết, hắn từng nhờ chúng ta tìm ra ca ca của hắn, mà ca ca của hắn tên là A Võ. Bây giờ vẫn bên cạnh Từ Hữu Chính. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Cây sáo trúc này được hai người họ sử dụng khi liên lạc với những người thân cận. Điện hạ đoán xem, ta phát hiện ra nó ở đâu? Ở trong phòng của Lục Nhân Giả. Cô ta vẫn luôn lừa ngài. Cô ta vốn là thám tử mà Từ Hữu Chính gài vào bên cạnh ngài. Không thể nào. Cô đừng hòng lừa ta. Sao Tâm Nhi phải lừa ngài chứ? Người sắp chết nói lời thật. Huống hồ trong lòng Tâm Nhi, Tâm Nhi từng nghĩ, nếu cô ta không xuất hiện, có phải ta chính là thanh mai trúc mã, là hồng nhan tri kỷ duy nhất bên cạnh điện hạ hay không? Trước giờ ta luôn coi cô là muội muội ruột. Ta biết, ta biết. Nhưng cho dù trong lòng điện hạ có người khác, Tâm Nhi chỉ mong ngài được bình an. Tâm Nhi không bao giờ làm bất cứ chuyện gì hại đến ngài. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta vẫn luôn lừa dối ngài. Còn ngài hết lần này đến lần khác cam tâm tình nguyện bị cô ta lừa. Lần này ta thân cô thế cô, không hề nghĩ đến chuyện sống tiếp. Nhưng cho dù ta có chết đi, ta cũng phải kéo theo con ả làm hại ngài xuống địa ngục cùng ta. Tâm Nhi vô cùng cảm kích điện hạ đã chăm sóc và bảo vệ ta bao năm qua. Sau này không còn cơ hội được làm phiền ngài nữa rồi. Đây là những lời từ tận đáy lòng của Tâm Nhi. Từng câu từng chữ đều là thật lòng. Nếu điện hạ vẫn không tin, thì xin người nhất định phải bảo trọng. Ta thấy cung nữ đó xuất hiện ở Văn Yên Cát lúc lửa cháy lớn, thật sự là quá trùng hợp, thật sự vô cùng đáng nghi. Điện hạ, ta tiếp cận người đúng là có mua đồ. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại muốn giết nha đầu?
Cô ta là Hồng Hoa, Diệp Lục, Hoàng Cúc gì đó. Tóm lại là lúc mới đầu đại nhân rất xem trọng cô ta. Đây là danh sách vật phẩm dùng cho hôn lễ của hoàng tử mà ta tìm thấy được ở lễ bộ. Nàng xem có thứ gì mà nàng thích không? Triệu Thần Giật, ta không thể gả cho chàng được. Triệu Thần Giật, Triệu Thần Giật, chàng ấy sao thế? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Nàng lại làm nhiều chuyện như vậy sau lưng ta. Triệu Thần Giật, Triệu Thần Giật, Triệu Thần Giật, cửu cung, bắt được những kẻ nào? Là Ngô Tử Tâm của Ti Dược Ti, còn có Lục Nhân Giả của Ti Dược Ti. Cái gì? Thái tử điện hạ tuyệt đối không thể là sư muội được, xin thái tử điện hạ minh giám. Điện hạ, ngài định đi, ngài định đi đâu? Đúng. Từ từ thôi, tuyệt đối không thể là tiểu giả được. Tạ ơn thái tử điện hạ minh xét. Từ từ thôi, đỡ lấy ngài. Thái tử điện hạ, bên ngoài đang mưa đó. Điện hạ, có chuyện gì để lão nô đi làm? Đúng đó điện hạ, điện hạ, ngài không thể dầm mưa, mau về đi. Các ngươi đừng ở đây cùng dầm mưa nữa. Ngươi cùng với Lý Thái Y về lấy ô đi, lấy ô đi. Điện hạ, điện hạ, người không sao chứ? Điện hạ, từ từ thôi điện hạ, điện hạ, cẩn thận. Đây không phải thái tử điện hạ sao? Đi về hướng đó là thiên lao. Mở cửa ra, tuân lệnh. Tiểu giả, thái tử điện hạ. Điện hạ, sao ngài lại đến đây? Bên ngoài đang mưa đó, thân thể của ngài không thể dầm mưa được. Mau lên, mau lên, mau ngồi đi, ngồi đi. Ta biết cả rồi, cô đừng lo. Ta tự biết phải làm thế nào. Nếu ngài thật sự biết phải làm thế nào thì đã không nên đến đây. Ta bắt mạch cho ngài. Sức khỏe của ta, ta tự rõ nhất. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ cứu cô ra ngoài. Hơn nữa là quang minh chính đại mà bước ra ngoài. Tin ta, đêm nay ngài ấy là người đầu tiên kiên định nói với mình rằng sẽ để mình được an toàn mà thoát khỏi đây. Từ đại nhân, thái tử điện hạ, ta có thể nói chuyện với ngài được không? Được.
Đến cả Từ đại nhân cũng đến đây góp vui à? Vân Trúc quan tâm đến Lục cô nương, ta thay cô ấy đến thăm cô. Từ đại nhân, ngài có thể giúp ta chăm sóc tốt cho cô ấy được không? Lục cô nương không cần lo lắng cho Vân Trúc. Trước khi đến đây, ta đã gặp Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ vừa về rồi. Ngài ấy đã suy tính trước về việc cứu cô rồi. Sao Từ đại nhân lại nói vậy? Nếu ngài ấy không chắc chắn thì khi ra khỏi đây ngài ấy phải mặt mày ủ rũ mới phải. Nhưng ta quan sát vẻ mặt của ngài ấy không hề như vậy. Thế nên nếu ta đoán không sai, ngày mai Lục cô nương có thể ra khỏi đây. Có chuyện gì thế? Hoàng tổ mẫu, vừa tỉnh lại đã chạy ra ngoài dầm mưa, còn muốn làm cho ai gia sợ chết sao? Dục Nhi nghe nói tiểu giả bị nhốt trong thiên lao, thế nên nhất thời nóng vội. Một y nữ thôi mà, không đáng phải lo lắng cho cô ta mà bị thương. Chỉ có cô ấy có thể cứu con. Dục Nhi không thể không nóng vội. Sao lại chỉ có cô ta? Hoàng tổ mẫu, người có còn nhớ lời dự đoán của quốc sư trước đây không? Quốc sư nói mệnh của con thiếu một phách. Nếu như tìm được người có duyên bổ sung phách này cho con thì có thể giữ được tính mạng. Đúng là có người nói như vậy. Điện hạ, ngài nghĩ kỹ xem, trong khoảng thời gian này thân thể của người lúc thì khỏe mạnh, lúc thì trở bệnh liên tục, có phải là điều liên quan đến người nào đó không? Chẳng lẽ con nói chính là Lục nhân giả ư? Người nghĩ kỹ xem, lần đầu gặp con, tiểu giả đã dâng thuốc cho con. Sau đó trong lúc hầu hạ ở Vĩnh Diên Cung, cô ấy đã mấy lần cứu con khỏi cơn nguy kịch. Đến cả A Huệ có mang con của con cũng là công lao của cô ấy. Lúc cô ấy ở bên cạnh con, tất cả đều bình an thuận lợi. Đến khi cô ấy bị bỏng phải rời đi mấy ngày, con liền bị kẻ khác hạ độc. Có lẽ cô ta là người có duyên đó thật. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến con sống tiếp. Tỉnh lại, ra ngoài đi. Cô được thả rồi, ta đưa cô ra ngoài. Thế đã điều tra ra chân tướng chưa? Ngô Tử Tâm đã nhận tội chịu án rồi. Quan trên có lệnh thả cô ra ngoài. Hay là cô muốn ở đây không đi nữa? Không, không cần. Đi, đi, đi chứ. Lạ thật, không đau chút nào. Chúc mừng người chơi mở khóa thành tựu người có duyên, có một cơ hội được đọc file. Tần Thọ, đây này. Làm ta giật cả mình. Sao thế? Ta có chuyện này muốn hỏi huynh. Thành tựu người có duyên là thế nào? Đó là vì mấy vị hoàng tử vì chuyện tình yêu vào ngục mà bôn ba bao lượt. Hệ thống nhận định rằng đã đạt được thành tựu người có duyên, tình yêu được thả cũng là vì điều này đó. Mấy vị hoàng tử ư? Phải, tình yêu à? Tình yêu, kết cục riêng của những nhân vật có thể tán tỉnh đã được mở ra. Xin hãy chọn một trong số những nhân vật sau để khởi động chế độ kết cục riêng của cô. Tình yêu, xin hãy lựa chọn cẩn trọng. Lựa chọn cẩn trọng. Ta còn có thể chọn gì nữa? Hoàng tổ mẫu, tiểu giả, con yên tâm. Tổ mẫu đã cho người thả Lục nhân giả ra rồi. Tạ ơn hoàng tổ mẫu. Còn tạ ơn hoàng tổ mẫu gì chứ? Lục nhân giả đã là một phách trong mệnh của con, thì A gia không thể để cô ta có mệnh hệ gì được. Con cứ yên tâm tịnh dưỡng, đừng làm hoàng tổ mẫu lo lắng nữa. Dục Nhi nhất định sẽ nghe lời hoàng tổ mẫu, dưỡng bệnh cho thật khỏe, không để hoàng tổ mẫu phải lo lắng nữa. A gia đã nói với phụ hoàng của con rồi, đợi con khỏi bệnh sẽ để Lục nhân giả vào làm trắc phi trong cung của con. A gia sẽ không để một phần hồn phách này rời khỏi con đâu. Dục Nhi yên tâm.
Hoàng tổ mẫu, Dục Nhi đối với Tiểu Giả chỉ là chủ tớ, còn có A Huệ là đủ rồi. A Gia biết con không hề có tình ý gì với cô ta, nhưng nếu muốn thả cô ta ra cũng cần có một thân phận hợp tình hợp lý. Cô ta chỉ có yên ổn ở bên con thì A Gia mới yên tâm được. Con có hiểu tâm tư của tổ mẫu không? Con xin nghe theo sự sắp đặt của Hoàng tổ mẫu. Lục nhân giả tiếp chỉ. Phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương, Lục nhân giả có công hầu hạ Thái tử, trung thành một lòng, sắc phong Lục nhân giả làm trắc phi của Thái tử, hôm nay sẽ dọn vào Vĩnh Diên cung. Lục cô nương, tiếp chỉ đi. Lục trắc phi, tiếp chỉ đi. Lục nhân giả lĩnh chỉ. Sau này phải đổi thành trắc phi nương nương rồi. Đã mở kết cục riêng của Triệu Thần Dục. Sao đột nhiên lại ban hôn? Người chơi Lục nhân giả đã mở kết cục riêng của Triệu Thần Dục, cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Mau rời khỏi đây đi. Nơi này vốn không phải nơi mà cô nên ở lại. Sư phụ. Tiểu Giả, vết thương của con chưa lành, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi đi? Sư phụ, con không sao. Mạch tượng ổn định, nhìn thì có vẻ như những vết thương trên người con không hề nhẹ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Con thật sự không sao mà. Vi sư không nhìn xem thì không thể yên tâm được. Vừa nãy ta cũng nghe nói con đã được sắc phong làm trắc phi của Thái tử. Thái tử điện hạ ôn hậu hiền hòa. Lúc trước khi con bị bắt đi, vì con, ngài ấy không màng đến sức khỏe của mình, dầm mưa lao đến thiên lao. Vi sư tin rằng Thái tử nhất định sẽ đối xử tốt với con. Con thật sự nợ Thái tử điện hạ quá nhiều. Nhưng sư phụ, lần này Thái tử điện hạ đột nhiên phát bệnh tâm thần, con vẫn chưa kịp điều tra đã bị tống vào thiên lao vì chuyện này. Ta đã từng đưa các sư huynh của con đến khám rồi. Chức năng của các cơ quan nội tạng của Thái tử đột nhiên suy yếu. Sau đó, cung nữ đã nhận tội chịu án cũng khai ra. Đúng là cô ta đã hạ độc Thái tử, làm tổn hại lục phủ ngũ tạng của Thái tử. Tuy có thể từ từ giải độc, nhưng e là thân thể của Thái tử sẽ bị tổn hại lâu dài. Cộng thêm việc dầm mưa, ẩm độc xâm nhập vào cơ thể, thì có thuốc tây cũng vô dụng. Con phải chuẩn bị trước đi. Vậy ý của người là Thái tử nay chỉ còn sót chút hơi tàn mà thôi. Nương nương, đến rồi. Mau đi tìm người, mau đi tìm người. Mau lên, mau lên, mau lên. Có chuyện gì thế? Người mau đi xem đi. Thái tử phi sắp sinh rồi. Thái tử điện hạ lâm bệnh nguy kịch, mau đi cứu người. Mau đi cứu người đi. Thái tử điện hạ đang lâm nguy, người mau đi xem đi. Cứu người, mau lên. Thái tử cũng đang nguy kịch. Đi xem Thái tử trước. Điện hạ. Điện hạ. Điện hạ. Đến rồi. Mau mau mau. Mau tránh ra. Điện hạ. Tiểu Giả. Cô đến rồi. Giờ ta đến để chữa cho ngài đây. Ta rất muốn được nghe thấy tiếng trẻ con
Nương nương, nương nương. Chết rồi, chết rồi. Nương nương không sinh được, vị trí của đứa trẻ không đúng. Nương nương. Điện hạ. Nương nương. Thái tử phi đang sinh ở phòng bên cạnh, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu giả, ta đây. Cô đã từng hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con họ. Ta hối hận rồi, ta không chăm sóc được đâu. Phải là ngài tự chăm sóc họ đi. Ngài mau khỏe lại đi, có được không? Hình như có tiếng trẻ con khóc. Vẫn chưa sinh được. Nương nương khó sinh rồi. Mau gọi thái y. Nương nương khó sinh rồi. Nhất định phải bình an. Nương nương, nương nương, nương nương. Điện hạ, điện hạ tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Điện hạ, điện hạ, điện hạ. Điện hạ, điện hạ. Không được, điện hạ. Ngài tỉnh lại đi, không được. Lý Thái Y đến rồi. Sư huynh, sư huynh, huynh mau đến đây. Sao thế? Thái tử điện hạ từ trần rồi. Điện hạ. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, ngài tỉnh lại đi. Không phải ngài đã nói rồi sao? Ngài nói ngài phải nhìn thấy tiểu hoàng tử ra đời. Ngài phải dạy dỗ tiểu hoàng tử nên người. Nếu là con trai, ta sẽ dạy nó cưỡi ngựa, bắn cung, không thể yếu ớt bệnh tật như ta. Nếu là con gái, ta sẽ đưa nó đi ngắt hoa, đạp thanh, thả diều. Ngài, ngài, không phải ngài đã nói với ta rồi sao? Thái tử điện hạ, tâm nguyện lớn nhất của ta hiện giờ chính là được nhìn thấy đứa con chưa ra đời của ta. Cho dù là nhìn một lần thôi cũng được. Được chứ, thái tử phi và tiểu hoàng tử nhất định sẽ được mẹ tròn con vuông. Đến lúc đó, ngài sẽ được cha hiền con ngoan, vợ chồng hòa thuận, sống những ngày hạnh phúc nhất. Cô hãy hứa với ta, nếu có một ngày ta thật sự không còn nữa, cô nhất định phải chăm sóc cho mẹ con họ. Ta hối hận rồi, ta không chăm sóc được cho họ. Ngài tỉnh lại đi, thái tử. Nương nương gắn lên, đặt miếng sâm vào trong miệng nương nương đi. Vâng. Nương nương cố gắng lên. Nương nương cố gắng lên. Cố gắng lên nương nương. Thái tử qua đời rồi. Nương nương. Nương nương. Điện hạ. Nương nương. Nương nương cố gắng lên. Nương nương. Điện hạ. Nương nương. Nương nương. Cố gắng lên. Đừng bỏ ta. Người đâu? Người đâu? Nương nương. 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 Điện hạ. Ngài tỉnh lại đi, điện hạ. Kết cục riêng của Triệu Thần Dục đã hoàn thành. Người chơi có muốn rời khỏi trò chơi không? Rời khỏi. Nương nương. Nương nương. Thái tử phi nương nương và tiểu hoàng tử, họ sao rồi? Nương nương biết thái tử qua đời, cũng đi theo ngài luôn rồi. Tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử chưa được sinh ra.
kết cục riêng của Triệu Thần Dục đã hoàn thành. Người chơi có muốn rời khỏi trò chơi không? Nhất định còn có cách gì đó. Đúng, Tần Thọ. Tần Thọ, Tần Thọ, ta đây tình yêu. Huynh nói cho ta biết, vì sao Thái Tử Phi và Tiểu Hoàng Tử đều chết? Theo tình tiết đã được định sẵn, tình tiết Thái Tử qua đời sẽ dẫn đến Thái Tử Phi khó sinh. Đây là một kiếp đã định của họ. Một kiếp sao? Không phải ta đã cho Thái Tử bùa tiêu tai rồi sao? Rõ ràng ta đã bảo Thập Nhất đưa cho ngày ấy. Vì sao lại không có tác dụng gì chứ? Vì sao không có tác dụng chứ? Theo kiểm tra của hệ thống, Triệu Thần Dục không hề mang bùa tiêu tai trên người, không hề phát huy tác dụng. Ta hỏi huynh, nếu giờ ta rời khỏi trò chơi thì số phận của họ có thay đổi không? Không thể. Cái chết của Thái tử Triệu Thần Dục và Thái tử Phi Từ Huệ sẽ trở thành sự thật. Thật ra ta vẫn luôn thấy cô giống muội muội của ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ cô. Điện hạ, điện hạ có tấm lòng nhân hậu. Điện hạ có thể làm điều này vì người cũng là bình thường. Nay chúng ta đã có con, chúng ta còn có tương lai. Tần Thọ, có phải ta vẫn còn một cơ hội đọc file nữa không? Tình yêu, cô muốn đọc lại từ đầu à? Đúng vậy.